Socaran.com, nơi bán nick FIFA liên quân giá rẻ như người yêu cũ, vòng quay may mắn nhận 3.000 kim cương, thử vận may lượm nick VIP và cốt súng vĩnh viễn, link shop dưới phần mô tả. Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay, Bi Đại Du sẽ bắt đầu với chuyên mục Bạn hỏi tớ trả lời về chủ đề xoay quanh Naruto và Boruto. Mà hàng cho danh sách này chính là câu hỏi của cụ Uchiha Madara. Theo anh, tộc Senju ghép mắt của tộc Uchiha có thức tỉnh được Rinnegan hay không? Mình có thể khẳng định luôn là hoàn toàn không thể, bởi Rinnegan sẽ chỉ thức tỉnh nếu kết hợp chakra của Indra và Asura lại với nhau. Khi đó, người có được chakra của hai em lục đạo cũng sẽ đạt được sức mạnh nguyên bản của lục đạo huyền nhân Hagoromo, tiến gần tới hải thiên lộn Kaguya. Tuy nhiên trên thực tế, lý thuyết đó chỉ đúng trên tộc Uchiha, cụ thể là truyền nhân của Indra. Trước khi đi bán mối, lục đạo đã để lại di sản quý báu cho hai người con trai của mình. Người anh thì có nhãn thuật và chakra, còn người em lại có được sức mạnh thân thể và sức sống của ông. Cho nên trong Naruto cũng đã có một quy luật ngầm, đó là những ai không nằm trong gia tộc có huyết kế giới hạn mà sở hữu được sức mạnh nhãn thuật do cấy vào đều sẽ không thể bật tắt được. Điển hình như Kakashi hay chính đôi mắt Rinnegan của Nagato. Sau khi anh thức tỉnh thì đã không thể nào tắt được nó nữa. Chính vì thế mà nếu ghép mắt Sharingan của tộc Uchiha và gia tộc Senju thì nó sẽ mãi là Sharingan chứ không có bất cứ sự thay đổi nào về việc thức tỉnh Rinnegan cả. Cũng cần phải nói thêm rằng, trước đây khi Asura kế thừa sức mạnh lục đạo, đồng thời còn được người dân búp chakra cũng không để thức tỉnh luân hồi nhãn. Hay lấy một ví dụ khác như thánh chột Danzo, mặc dù chấm mút rất nhiều con mắt Sharingan, nhưng khi cấy cùng với tế bào đệ nhất thì chỉ giúp hắn có lượng chakra dồi dào duy trì Sharingan chứ không thể thức tỉnh được. Duy chỉ có một người có thể điều khiển cũng như tự thức tỉnh được Rinnegan ngoài lục đạo huyền nhân, đó chính là Madara. Đây cũng là lý do khiến cậu ma có thể tự bật tắt nó tùy ý. Còn đối với Sasuke, thực chất con mắt của cậu thức tỉnh được là do nhận được chakra lục đạo chứ không hề tự thức tỉnh đúng nghĩa như Madara. Còn một điều nữa là thứ chakra đó không tồn tại mãi mãi trong người Sasuke, chính vì thế mà con mắt Rinnegan không thể tự bật tắt. Tóm cái váy lại, để thức tỉnh được luân hồi nhãn cần phải đạt được hai điều kiện. Đầu tiên, người đó bắt buộc phải có huyết kế giới hạn để tự thức tỉnh Sharingan. Thứ hai, người đó phải là truyền nhân của Indra và được cấy tế bào của truyền nhân Asura. Tiếp theo, câu hỏi của bạn Hồng Nhung Dương. Câu 1, nếu Naruto và Sasuke hợp sức đấu với Jigen thì ai sẽ thắng? Câu này thì quá rõ ràng rồi, tớ chắc chắn đến 99,99% Jigen sẽ thắng, còn 0,01% còn lại là do tác giả. Ở chapter 38 của Boruto, chúng ta cũng đã thấy bố của Boruto và Papa Sasuke ngậm cà rổ hành khi đối đầu với Jigen. Thậm chí, thanh niên Hokage bóng tối còn suýt đi bán muối nếu không kịp sử dụng Rinnegan rút lui. Không chỉ thế, khi đó Jigen còn chưa hoàn thành quá trình tái sinh và sức mạnh cũng chưa đạt ngưỡng 100%. Cho nên, nếu ở thời điểm hiện tại, khi đã hoàn tất quá trình tái sinh trên cơ thể Jigen, thì nhiều khả năng cả hai Hokage ánh sáng và bóng tối này sẽ bị đập cho lên bờ xuống ruộng, bởi họ là Papa Sasuke và bố của Boruto mà. Câu 2, nghe nói tác giả sẽ cho một nhân vật phải chết, theo anh là Naruto hay Sasuke? Theo mình, phần nhiều người đó chính là Naruto. Trước đó cũng trong chapter 38, sau khi bán hành cho cả hai Hokage, Jigen đã từng nói với Naruto rằng lần gặp mặt tới sẽ là kết thúc của người đó. Tuy mình không thể chắc chắn bố của Boruto sẽ chết dưới tay ai, nhưng dựa vào câu nói của Kawaki ở chương đầu tiên, kẻ sẽ phản bội lăng lá và nắm giữ sức mạnh của Isiki trong tương lai, thì chắc chắn bố của Boruto sẽ chết dưới tay không phải Jigen thì cũng là Kawaki. Câu 3, anh thích Naruto hay Boruto hơn? Thực ra gu của tớ cũng khá đơn giản, cứ ai cho thì mình chơi thôi. Nhưng đối với Boruto thì chắc chỉ là manga, còn anime thì nói không phải chê, chứ nó dở vãi cả đái. Nếu để mà so sánh thì chắc chắn là Naruto, bởi lẽ nó đã là tượng đài quá lớn, gắn bó với chúng ta từ thời còn cởi chuồng tắm mưa đến tận bây giờ. Hơn thế nữa, không chỉ manga mà anime của Naruto còn làm quá tốt. Cũng vì thế mà đã khiến cho nhiều thanh niên một thời để tay sau lưng chạy như mấy thằng ất ơ ở khu vực 51. Còn Boruto thì sao? Như đã nói, manga của nó không quá tệ, thậm chí còn khá hay, không dùng chiêu trò như anime. Nhưng thực chất cũng chỉ là nhìn thấy cuộc sống của những nhân vật trong tương lai, khi mà cả bố của Boruto và Papa Sasuke đã đánh mất đi chính mình. Từ lúc Sasuke lấy vợ con đến giờ, chỉ thấy anh xài địa bọc thiên tình đúng một lần, có khác nào không biết sử dụng đâu. Tiếp đến, câu hỏi của bạn Ryoga Duck. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Madara lên làm Hokage? Để trả lời cho câu hỏi này thì cũng đơn giản mà thôi.
Khi đó, làng lá sẽ trở thành bá chủ thế giới, các cuộc đại chiến ninja sẽ không còn nổ ra. Nếu có chiến tranh trong thời đại Madara, thì chắc chắn chỉ có dân trời cấm thuật Tobirama gây ra, chứ không phải ai khác. Mặc dù mắc phải lời nguyền thù hận khi đứa em trai Izuna bị cụ nhị cho đi đắp chiếu, nhưng trong thời gian cụ ma làm shinobi ở Konoha, ông luôn làm tất cả mọi thứ để mang lại lợi ích cho làng. Tuy nhiên, khác với tư tưởng hòa bình của Hashirama, Madara lại dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Nếu cụ ma trở thành Hokage, thì sức mạnh của các vị thú sẽ chỉ do một mình làng lá nắm giữ. Khi đó các làng khác sẽ trở nên khiếp sợ mà không gây ra thêm bất kỳ cuộc chiến tranh nào để tranh giành nó nữa. Madara là một kẻ cực kỳ thích đâm nhau, đặc biệt là mùi máu. Chính vì thế mà cụ có thể sẽ tiến hành xâm chiếm ngũ đại cường quốc, tạo ra nỗi khiếp sợ cho toàn bộ thế giới. Đến cuối cùng, vì ảnh hưởng của Indra, Madara cũng sẽ trở thành Kaguya. Tiếp theo, câu hỏi của bạn Lại Kiệt. Đầu tiên, sau khi phong ấn Kaguya thì Naruto và Sasuke còn dấu ấn lục đạo không? Để trả lời chính xác cho bạn thì lúc phong ấn Kaguya, cả Naruto lẫn Sasuke vẫn chưa hề mất đi hoàn toàn chakra lục đạo. Bằng chứng là kèo solo chặt tay sau đó tại thung lũng tận cùng giữa hai người. Naruto khi sử dụng trạng thái tiên nhân kết hợp với cửu vĩ hình vẫn xuất hiện ba quả cầu lục đạo sau lưng. Chỉ sau khi trận chiến đó kết thúc, cả Naruto lẫn Sasuke mới thật sự bị mất đi chakra lục đạo và chính thức trở thành bố của Boruto và Papasuke. Đó cũng là lý do khiến Papasuke không thể vừa dùng Susanoo kết hợp với Kirin, mà thậm chí còn không dùng được luôn cả địa bục thiên tinh hay Chibaku Tensei. Câu 2. Tại sao một ninja mạnh như Hanzo lại chết dễ dàng dưới tay Pain như vậy? Như anh em đã biết, ông chùa máu mặt của làng mưa, kỳ nhông Hanzo, một trong những shinobi mạnh nhất lịch sử, từng bắn hành cho cả ba Sennin huyền thoại của làng lá. Chính Nagato cũng thừa nhận rằng nếu Jiraiya biết rõ về cách thức hoạt động của 6 thực thể thì ông hoàn toàn có thể chiến thắng Pain. Cho nên nếu xét về sức mạnh thì Pain không thể nào có cơ hội đưa Hanzo đi đắp chiếu. Chính vì thế, bằng với bản năng vô cực, tôi sẽ đưa ra một kết luận nghe vô lý nhưng lại cực kỳ thuyết phục. Đó là nhiều năm sau cuộc đại chiến ninja lần thứ 2. Khi đó, Hanzo tuổi đã cao sức yếu, dẫn đến việc ông từ bỏ là một shinobi, khiến cho sức mạnh bị suy giảm đi rất nhiều. Pain đã nhân cơ hội đảo chính và giết chết Hanzo. Ngoài ra còn một điều nữa, với tính cách của Hanzo, kẻ coi thường ngũ đại cường quốc là kẻ thù của mình, luôn coi trọng sự bảo mật hơn tất cả nhằm bảo vệ làng mưa. Chính vì thế mà ông không muốn tin đồn này đến tay các quốc gia khác, đưa làng mưa vào tình thế nguy hiểm. Vì vậy mà cái chết của Hanzo được xem là bí ẩn và lãng xẹt nhất trong Naruto. Câu 3. Nguồn gốc sức mạnh của Tensegan. Tensegan xuất hiện lần đầu tiên trong movie The Last, được sở hữu bởi Tonari Osotsuki, con cháu của Hamura trên mặt trăng. Theo lời của hắn thì con mắt này là một phiên bản nâng cấp của Bakugan. Cụ thể hơn, khi một Osotsuki được cấy ghép Bakugan của gia tộc Hyuga thì chính đôi mắt đó sẽ trở thành Tensegan. Chính vì thế mà hắn đã thực hiện pha cướp bồ lớn nhất lịch sử, bắt cóc Hanabi để ép Hinata kết hôn với mình. Dựa vào kế hoạch của Tonari thì Tensegan có sức mạnh cực kỳ to lớn, có thể phá hủy trái đất bằng cách va chạm với mặt trăng, rồi sau đó lại sử dụng Tensegan để hồi sinh hành tinh một lần nữa. Hiện tại vẫn chưa có quá nhiều thông tin về đôi mắt này vì nó chỉ xuất hiện lần duy nhất trong movie, hoàn toàn không có trong cốt truyện chính, nên tớ chỉ có thể trả lời đại khái như vậy mà thôi. Cuối cùng là câu hỏi của bạn Thanh Nguyễn. Anh ơi, Osotsuki mất bao lâu để tái sinh trong dấu ấn Kama? Câu hỏi này của bạn rất khó trả lời, vì để hoàn tất tái sinh, bắt buộc Osotsuki phải trải qua hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên, khi đặt ấn Kama lên một ai đó, bắt buộc tên Osotsuki này phải đợi cho đến khi dấu ấn giải phóng hết tất cả dữ liệu, từ sức mạnh, ý chí và ký ức. Dữ liệu càng nhiều thì quá trình tái sinh càng lâu. Ngoài ra, cũng có thể đẩy nhanh quá trình bằng cách đánh thức sức mạnh ấn Kama trong người đó như khi Kawaki và Boruto mọc sừng. Giai đoạn thứ hai cũng như cuối cùng, sau khi giải nén được tất cả mọi thứ, Osotsuki đó phải quyết định có tiến hành chuyển nhà hay không. Điển hình như Jigen, người đã bị Isiki đặt ấn từ rất lâu, khoảng 1.000 năm trước. Quá trình giải phóng ấn cũng đã hoàn tất, nhưng hắn không hề tái sinh mà muốn tìm một vật chủ mới là Kawaki. Chỉ đến khi bị Kashin dồn đến đường cùng, Isiki mới chính thức tái sinh trên cơ thể của Jigen. Cho nên, mình không thể đưa ra thời điểm chắc chắn về quá trình tái sinh của Osotsuki cho bạn được. Nhưng theo ý kiến cá nhân của tớ, thời gian đó sẽ rơi vào khoảng tầm 30 cho đến 50 năm.
Ok, vừa rồi là tất cả những câu hỏi hay nhất mà tớ đã sàng lọc ra để trả lời. Anh em có những câu hỏi nào hay ho thì hãy comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Như mọi khi, bọn tớ rất vui khi được ngồi đếm những cái like, share và đăng ký kênh của các bạn. Cũng đừng quên nhấn vào nút chuông nho nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình tụi bạn trong tương lai. Tớ là Bi, 20cm. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye!